Yeah, so to begin, first thing you would want to understand is where Terraform positions itself. So Terraform is one of the most popular product out of the HashiCorp stack. And one of the basic and most, one of the basic underlying principle with Terraform is it helps you conceptualize your infrastructure as a code. So traditionally, there had been very different hats. We've had developers who would use the software development processes to develop applications, and they would generally work with code. And then we would have operations team who, you know, when it came to provisioning the infrastructure, they would use processes which were more towards on the manual side, using scripts sometimes. And that's how infrastructure was traditionally managed. So from the new age concept around provisioning of infrastructure is conceptualizing infrastructure as code. And the idea behind whole of this process is to use a version control system where you place your code and you create reusable modules that can help you reduce the human error. So Terraform helps you do that. Terraform is the leader in the space of infrastructure as code, and it helps you conceptualize all of your infrastructure in a codified manner. And once you've codified everything, it's also easy for you to automate it. So it helps you create automated workflows as well. And to ease the whole process, we also have a lot of providers that help you with the rapid creation of this. So for those of you who are hearing about Terraform for the first time, or you have no to minimal experience on Terraform, so in Terraform, you use a custom language to codify your infrastructure. The language is known as HCL, which stands for HashiCorp Configuration Language. So your end state in terms of what you want to have in your real world scenario, you will codify it and you will put it into your Terraform files. And from the Terraform files, a practitioner would typically go about, creating these files where you are codifying your infrastructure. And then using that, you can actually deploy it in production. We also have a step of plan which helps you do a dry run on this. And after that, you can go ahead with apply, which actually goes about provisioning the infrastructure as stated in your files. There is additional concept of module registry, which we'll cover later in the session. So now the question would be, why would I want to conceptualize my infrastructure as code? What's wrong about the traditional ways, right? So the whole idea behind this is to get all the benefits, to basically extend all the benefits that have traditionally, stayed with the softwares or the codified process. So if we look at the process of codification and the benefit that it brings to infrastructure when we codify it, first and foremost, you can create versioning out of it, right? So you can take your all of your files that you have, you can very well put them into a version control system of your choice. You can maintain different versions of it. You can promote the versions. You can basically discard versions, and you can just, use a previous version and so on. Second one would be around collaboration. By putting it into any version control system of your choice, second thing that you can go about doing is different people in your team can collaborate on the same set of files using the different version control systems. And then you can also leverage the benefits of promotion. You can take the same code, you can promote it from one environment to another, like from dev to UAT to pre-prod and prod, so on. You can also get the benefits of forking. So when it comes to, then you can also use the benefits of forking. You can do things like pull requests, you can fork it out, and so on. So to understand how it all kind of, you conceptualize this in the modern day world where the boundaries have kind of, blurred between the two roles, and we have a DevOps on the rise. So if you see now, the workflow for both the software developer is same as the operations person, and operations team rather
has a new portfolio in them, which is more towards the automation engineer. So as similar to when a software developer is writing the application code and pushing it to version control system, from where it gets pulled up by a delivery pipeline and the application is deployed, exactly similar to that, now the automation engineers or DevOps engineers are writing, they are basically, conceptualizing their infrastructure changes in form of a code using HCL configs. Using the very same process, once they finish the development, they can push these changes onto a version control system. And from there, it's generally, integrated with any application delivery pipeline. So you can either choose to integrate this with any app delivery pipeline of your choice, or you can very well leverage the HashiCorp Terraform Enterprise or Cloud's native workflow. And instead, in this, what's happening is it's going about provisioning the infrastructure. And when we say infrastructure, it's not just limited to the low-level infrastructure. Rather, you can do things low-level infrastructure. You can provision SaaS tools using it. You can also configure a lot of, PaaS tools also using this. So it offers a wide variety of end providers, which can be configured easily using the whole process. So the benefits that it brings to the whole scenario is, first of all, it increases the agility. We are creating an automation around the whole process. So this reduces the manual effort drastically in the whole provisioning process. And you're creating a code that can be used multiple number of times as needed. So you can go about modifying the code as per your changing needs, and you can go about having the same code adapt to it. Second thing is, when we automate the whole process, we also reduce risks significantly in the process. So we reduce all of the manual errors. Somebody forgetting to tick a checkbox or something like that, right? So we can be rest assured, like, even when you provision 5 accounts versus 10 accounts versus 100 accounts, they're all going to be standardized, right? So you minimize your manual effort, you minimize the error-prone work, and you create a reusable modules. Next thing is around costs as well. So by defining proper infrastructure footprints and modules, the teams can provision the infrastructure they need without wasteful and costly over-provisioning. So you can also do mindful provisioning using this. So we talked about modules some time back, right? So to understand what modules are and what module registry is. So the first and foremost challenge here is, how do you store and share these configurations? We talked about creating reusable modules, right? Then where do you store them? How do you share these configurations? And then you might have a certain modules which are public, which are not public, but rather private to your organization. So how do you share those modules with your PAs? What are the best practices around it? How can you all collaborate on a single thing? So to address this challenge, we have module registry. So there are two kinds of module registry we expose. So first one is a public module registry. So if you've seen of registry.terraform.io, we have a lot of providers published inside the at registry.terraform.io. There are basically three kinds of providers there. First one is where the HashiCorp maintains the code. Then in some cases you would see a kind of providers and modules which are verified by us. And their third one is basically community supported. So you can go and check this out. It offers a large community repository to store and share modules in easy to access and distribute manner. So we have built and published modules for general consumptions. So all of your leading use cases must already be there. And at the moment, we feature 5,000 plus modules there. So the second one is private module registry, which actually addresses the concern around how do you share your private modules inside an organization. So for that, in our enterprise offering, in both Terraform Cloud and Terraform Enterprise, we have private registry.
So there you can create modules that have been previously vetted by the provisioning team, and you can publish it there. So the modules can be created within individual organizations' best practices and operational efficiency. You can also have a lot of built-in controls into it, like you can have appropriate tagging mapped to them. You can set separate specific TTLs and other security settings also. And by having your modules published in this registry, it makes it easy to share the modules between the organizations. And then even for the extended teams, right? For example, developer teams who need a certain workflow to be provisioned, if there is a ready hand module available in the private registry, so that can be easily just consumed from there. So it can also help you in developing a provider consumer model inside your organization, and it helps you also have introduced self-serviceability for your teams that are requesting the infrastructure. So these are some of the modules that maybe you can just have a look in terms of how the modules may look like. So basically it helps you create repeated patterns, and then what you want to do, you can just do it easily using the modules. So this is more around AWS Control Tower Account Factory for Terraform. So we'll be discussing this in details later. But to understand, this follows in this we are following a hub and spoke model. We have Terraform server at the center of it. So all the Terraform files, again, which are HCL files, are pushed onto the Terraform server, and then it goes about provisioning the infrastructure in the AWS. So the output of this process is a state file. And if somebody is not familiar about state file is basically the state of the real infrastructure that is maintained by Terraform. So it uses this state to understand what exists in production as of now and what the changes that are coming in are intending to do. So it creates a diff between this and this, and the result of diff is actually provisioned into AWS. So there are more components to it, and then I will have my following speakers focus more around this component. So I'll pass it on to the next speaker from AWS to talk us more about this. But if any of you want to reach me out, these are my coordinates here, and feel free to reach out to me. Thank you. Thank you, Nidhi. So if you guys have any questions, please feel free to put in the Q&A, and then we will have the Q&A section announced by the end of the three presentation today. Rất là cảm ơn Nidhi, và nếu như các anh chị mình có cái phần mà câu hỏi thì mọi người vui lòng đặt vào cái phần Q&A hoặc là vào cái ô chat ha, thì lúc đó là ban tổ chức sẽ thu thập lại và họ đưa gửi đến cho các speaker. Và cái phần tiếp theo không để mọi người chờ lâu, đó là phần chia sẻ của anh Đại. Thì bên phía anh Đại ở đây, hôm nay anh Đại sẽ chia sẻ về các lợi ích của AFT, tức là AWS Control Tower Account Factory for Terraform. Phần chia sẻ này của anh Đại sẽ được diễn ra bằng tiếng Việt, và Vi cũng rất là sorry những các anh chị mà người nước ngoài, thì cái phần mà chia sẻ của anh Đại, nếu như các anh chị có câu hỏi nào thì mình có thể sẽ trao đổi với nhau về một cái buổi sâu hơn ha. So over to you anh Đại. Okay, thanks V. Yeah. Okay, first of all, maybe I want to present my session in Vietnamese, because because we don't have time to present in both Vietnamese and English. But at the end of the session, I will recap in English. To summarize some key points, key messages for the session. Chào mọi người. Trước hết mọi người có thấy các anh chị có thấy cái màn hình share của mình chưa? Dạ rồi ạ. Ok, cảm ơn. Rồi. Trong các phần session này, mình giới thiệu cho các anh chị cái lợi ích của cái việc chúng ta dùng cái phần Terraform cho việc customize và automate cái control tower. Đấy. Như vậy đầu tiên chúng ta phải xem control tower là gì ha, nó là cái gì đấy.
Thì trước đây các khách hàng AWS thông thường họ sẽ triển khai các workload trên AWS bằng mỏ cao. Họ có thể trong mỏ cao đó họ triển khai rất nhiều cái workload trên đó, chia ra nhiều môi trường test rồi môi trường staging và môi trường production đó. Tuy nhiên về sau này khi các khách hàng họ có nhiều đội nhóm, nhiều phòng ban, họ có nhiều cái phần security governance, họ có nhiều cái phần quản lý mặt cost billing và họ có những cái process khác nhau, thì cái việc mà triển khai nhiều workload trên mỏ cao đó sẽ không còn phù hợp nữa. Đấy, tại sao? Nếu chúng ta triển khai trên mỏ cao thì chúng ta sẽ vướng những vấn đề về phần lý mực của mỏ cao đó. Chẳng hạn như một team có làm một sai sót gì đó sẽ ảnh hưởng tới các team khác cũng như ảnh hưởng tới các workload khác. Và chúng ta sẽ khó hơn cho cái việc mà chia ra những cái role, chia ra những cái phần policy cho phần security giữa các team. Hoặc trong một workload đó có những yêu cầu đặc thù và security cho hàng business analytics, thì khi mà triển khai chung mỏ cao như vậy thì sẽ khó cho việc audit. Đấy. Và như vậy thì hiện nay hơn 90% khách hàng của AWS là triển khai mô hình multi account. Giờ cái vấn đề đặt ra là khi chúng ta triển khai mô hình multi account, làm sao chúng ta có thể governance, làm sao chúng ta có thể đảm bảo cái phần security của cái account đó. Đấy, tại sao chúng ta đang triển khai trên rất nhiều account. Đấy. Thì trước đây AWS có đưa ra một cái khái niệm landing zone, landing zone đó chính là các best practice của AWS cho việc governance và security các môi trường multi account này. Đấy, và việc triển khai các landing zone đó sẽ có nhiều cách ha. Trước đây chúng ta sẽ dùng một cái phần template ha, template có thể là dùng là formation ha, để triển khai môi trường multi account đó. Tuy nhiên khi triển khai template như vậy thì khách hàng phải maintain và khách hàng phải có nhiều cái kiến thức cho cái việc triển khai dùng cái những cái những phần template đó. Sau này từ năm cuối năm 2018, AWS đã launch ra một dịch vụ managed service gọi là Control Tower ha. Control Tower thì cái dịch vụ này nó là managed service và giúp cho cái việc deployment tier cao rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Đấy, khi chúng ta deploy cái phần controller, nó sẽ deploy cho chúng ta những cái phần management account và những account liên quan để quản lý cái phần log, quản lý cái phần security. Đấy, và nó có những giao diện, có những giao diện phần dashboard để giúp chúng ta hoàn toàn có thể biết được là những account nào đang có những cái issue ha, cả account nào đang không bị dính vấn đề về compliance, phần compliance đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể deploy những cái phần policy ha, những cái phần governance trên cái account đó bằng cái dashboard của chúng ta. Như vậy rất dễ dàng. Khi chúng ta dùng Control Tower để chúng ta deploy cái phần landing zone ha, thông thường chúng ta sẽ deploy trên cái phần management account. Management account ha. Thì chúng ta vào management account chúng ta sẽ deploy Control Tower trước. Đấy. Khi chúng ta deploy Control Tower nó sẽ deploy chúng ta cái phần organizations ha và cả dịch vụ ESO ha, single sign-on. Đấy. Thông thường khi chúng ta kết nối vào môi trường multi account, chúng ta sẽ dùng single sign on, single sign on ESO. Và ESO này hoàn toàn có thể kết nối với phần directory của ESO hoặc một một cái phần identity provider bên ngoài, chẳng hạn như Azure hoặc là AD hoặc là những cái phần chẳng hạn như là Okta. Đấy. Và khi chúng ta triển khai cái phần control tower thì control tower sẽ triển khai chúng ta luôn cả phần log account, audit account để tất cả những cái phần log, log trail, log của config logs sẽ được đổ về account này và nó xem như một cái phần single source of truth của log của tất cả các account khác ha, để dành cho việc auditing. Đấy. Ngoài ra nó có cái phần audit thật cao, audit thật cao giúp cho việc khi có sự cố xảy ra, khi có vấn đề xảy ra mặt security thì team security sẽ được cái phần notification. Notification. Và trên đây có những cái phần cross role ha để mình có thể assume cái role sang những account khác để khi có sự cố xảy ra chúng ta hoàn toàn có thể automate và thực hiện những cái phần incident response. Incident response. Khi chỉ triển khai cái phần controller chúng ta hoàn toàn có thể vào trong dashboard chúng ta provision những cái account khác cho các workload chúng ta. Đấy. Và khi chúng ta provision những cái account khác cho các workload thì nó đã có sẵn những cái baseline ha.
baseline dạng cao ha, baseline về network. Chẳng hạn như khi yêu cầu được tạo ra là nó phải có sẵn như phần delete default BBC hoặc có sẵn những cái phần dịch vụ như là security nhưng là guide có sẵn trong đó để đảm bảo là cao baseline và có triển khai những cái phần subnet hay delete những cái phần không cho phép sử dụng internet gateway chẳng hạn. Thì đó là overview của control tower. Đấy. Theo practice của OSA, khi chúng ta triển khai control tower, chúng ta dùng dashboard triển khai. Tuy nhiên, nó là chỉ một cái phần foundation. Và on top của phần control tower, chúng ta phải thực hiện nhiều cái phần customization và automation trên đó. Chẳng hạn như có rất nhiều cái phần customization chúng ta có thể thực hiện trên control tower. Đầu tiên, về mặt identity. Chúng ta hoàn toàn có thể kết nối cái phần xác thực sang một cái phần external identity provider bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn có thể triển khai thêm các role và các policy trên các account được tạo ra. Đấy, cho phép là ai assume vào các role và account đó. Chúng ta hoàn toàn có thể triển khai thêm những phần service control policy để chặn cho các user bên trong những account đó được làm gì hay không được làm gì. Đây là những cái phần customization chúng ta hoàn toàn có thể triển khai thêm. Mặc dù control tower nó đã cung cấp cho chúng ta những cái guardrail rất là nhiều rồi, nhưng hoàn toàn chúng ta có thể customize thêm, bổ sung thêm. Thứ hai, về mặt security và compliance, chúng ta hoàn toàn có thể triển khai thêm những phần tooling cho phần security. Encryption, cái hạn như chúng ta triển khai thêm GDT, Security Hub, hoặc là các một số dịch vụ khác, security khác, thậm chí có thất bạc đi. Thứ ba, về networking, chúng ta có thể triển khai thêm traffic gateway, phân bố IP và triển khai thêm các syrup cho các workload. Đấy. Và khi account được tạo ra, nó đã có cái phần attack vào traffic gateway chẳng hạn và là đã có cái phần những cái phần syrup phù hợp cho các workload chẳng hạn. Thứ tư, về mặt logging, chúng ta thấy đối với logging là một cái single source trước, chúng ta đảm bảo rằng những cái log cũng như là account khác được phải được đổ về log account chẳng hạn. Đó là những log hệ thống. Log hệ thống. Đấy, chẳng như Logtrail log hệ system chẳng hạn VPC flow log phải đổ về cái phần account log chẳng hạn thậm chí những cái log của phần firewalls. Nếu chúng ta muốn đẩy những cái phần watch log về, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy về. Đấy, như vậy chúng ta thử hãy customize thêm, triển khai thêm trên cái phần control tower chúng ta. Cuối cùng là những cái phần control policy như vậy config role chuyển khai thêm những phần external config role hoặc chúng ta hoàn toàn có thể chuyển khai thêm những cái dịch vụ mà có sẵn bên trong account cho user khi mà được tạo ra là nó có sẵn những cái phần VPC, subnet, một số thậm chí những cái phần instance trong đó để cho user sử dụng. Như vậy thì theo practice OS, những cái việc mình customization automation đó, chúng ta không nên làm bằng manual. Không nên làm manual. Chúng ta phải thực hiện bằng automation. Và một trong những cách đó là chúng ta dùng cái phần Infrastructure as Code, nghĩa là chúng ta dùng Terraform. Hồi nãy trong cái speaker đầu tiên chúng ta giới thiệu về Terraform. Terraform rất mạnh mẽ cho cái việc là deploy những phần automation, deploy những cái phần Infrastructure as Code. Và như vậy thì bằng việc sử dụng Terraform với control tower cho phép chúng ta thực hiện cái phần automation và customization những cái account chúng ta được tạo ra. Như vậy thì nó giúp chúng ta thực hiện những cái phần customization, những cái phần governance. Customize cái account chúng ta, khi account được tạo ra, nó có sẵn những cái role, những cái policy, những cái workload hoặc là những cái phần security tooling trong đó rồi. Và khi chúng ta dùng cái phần control tower, account factory, for Terraform, gọi tắt là AFT này, thì hoàn toàn hỗ trợ trên cái nền tảng Terraform, như hàng Terraform Cloud, Terraform Enterprise, hoặc thậm chí các anh chị có hoàn toàn có thể xài Terraform Open Source. Như vậy thì ở mức high level cái phần AFT cho cái việc customization trên control tower dùng Terraform, nó gồm có các components nào? Đấy. Đầu tiên, nó có những bộ pipeline. Bộ pipeline để chúng ta deploy trên cái phần management account. Đấy. Và những cái pipeline này được maintain và được support bởi AWS. Các anh chị nhớ lưu ý. Được support maintain bởi AWS và có version AWS.
Và đây là những cái pipeline chúng ta phải deploy đầu tiên để chúng ta triển khai cái việc customization. Đây. Cái thứ hai là trong cái bộ FT này nó có những cái features, nó có những cái feature option. À. Feature này chúng ta hoàn toàn có thể enable những cái việc là enable phần support plan cho account được tạo ra. Đấy. Hoặc là những cái feature này cho phép là delete cái default VC khi account mới được tạo ra. Đấy. Hoặc là cho phép là mình bật CloudTrail cho cái phần data events trên như account mới được tạo ra. Đây là những feature event này. Và những feature này đã được support và được control bởi AWS luôn. Cái thứ ba là cái phần AFT customization. Đây là những cái phần customization mà các anh chị sẽ thực hiện cho cái việc customer account của mình. Và mình hoàn toàn dùng những cái phần Terraform module mà nãy speaker đầu tiên chúng ta chỉ đề cập ha. Terraform có rất nhiều phần Terraform module để chúng ta hoàn toàn có thể deploy trên như account được tạo ra. Đấy. Và như vậy thì khi anh chị dùng cái phần AFT này provision một cái account đó, và anh chị hoàn toàn có thể bỏ những cái phần Terraform module vào trong những cái việc deploy, và khi account được tạo ra nó đã có sẵn những cái resource trong đó. Như vậy thì đó là một benefit rất lớn cho việc automation và customization cho cái phần controller nói chung và các account được tạo ra trong controller đó. Thì đây là một cái mức high level của AFT ha. Đầu tiên chúng ta sẽ deploy những cái phần pipeline ha, những cái AFT module trên cái phần management account. À, anh nhớ chị nhớ là mình về deploy trên management account. À, chút xíu với speaker phía tiếp theo sẽ mô tả rõ hơn và có sẽ có demo cho các anh chị. Đấy. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phải triển khai thêm một cái account mới gọi là AFT management account. Vậy cái account này nó đơn thuần dành cho quản lý cái phần AFT và thực hiện những cái phần customization đó. Customization của account, customization của việc những cái account được phổ sinh ra. Đấy. Hồi nãy mình đề cập ha, những cái feature option này được maintain AWS ha, và chúng ta hoàn toàn có thể bật CloudTrail ha, cho phép là lock lại những cái phần những cái data event vào export packet ha, cũng như vào lambda function ha. Chúng ta hoàn toàn có thể inron những cái phần support cho các account được tạo ra, hoặc chúng ta có thể delete default VPC trong account đó ha. Tại vì cái việc delete default VPC rất quan trọng khi chúng ta triển khai multi account mà chúng ta vẫn để default VPC và chúng ta deploy workload trên default VPC thì sẽ có vấn đề xảy ra là gì? Tất cả các VPC trong account đó nó sẽ cùng cái phần sideRAN và vấn đề sẽ ảnh hưởng cái việc routing giữa các account sau này. À, như vậy thì một điểm rất quan trọng là chúng ta phải delete cái default VPC đó và tạo ra các VPC mới. À, và chúng ta hoàn toàn có thể provision những cái subnet mà có sideRAN phù hợp cho cái phần design của chúng ta. Đấy. Và cái phần quan trọng nữa là chị hoàn toàn có thể là triển khai những cái phần Terraform module để customize cái account chúng ta. Chẳng hạn như khi account được tạo ra nó có sẵn những phần demo DB table chẳng hạn. Account được tạo ra những có sẵn những cái phần role policy cho user có thể assume. Đấy. Account được tạo ra đã có sẵn lao này chẳng hạn, thì đó là những cái phần customization mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện và bỏ vào trong cái phần pipeline của chúng ta. Đấy. Thì mình chia sẻ thêm một số cái rất nhiều cái resource từ phía AWS ha, để cho các chị tham khảo và các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Cái phần deck có thể gửi cho anh chị và những resource đó. AWS có những cái bộ lab ha, bộ lab rất là mạnh mẽ, cho cái việc mà chúng ta có thể deploy cái phần deploy và test cái phần control tower đó. Đấy. Thì nó có cái bộ lab chẳng hạn như các anh chị hoàn toàn có thể vào trong cái lab của cái phần control tower management ha. Các anh chị vào trong cái phần AFT đây. Và trong đây bộ lab này nó sẽ giới thiệu cho các anh chị rất là kỹ những step by step làm sao mình setup cái phần này. À, setup phần này. À, và thực hiện cái việc customization như thế nào. Và có sẵn những cái module cho các anh chị ha, những cái module ha và các pipeline cho các anh chị. Đây. Như vậy thì các anh chị hoàn toàn có thể follow bài lab này để việc triển khai. Ok. Thì summarize, mình sẽ summarize một số cái phần key points bằng English chút xíu. For the session today, some key points we have to remember. The first thing, we should use multi-account strategy for our workloads. Yeah. Because when we use multi-accounts, we have a lot of benefits in terms of
we can control the build, the building cost, security, and limit. And second, we should use control tower to deploy every landing zone and to secure and govern, okay, control tower. And the third, when we deploy control tower, we should use AFT. This means that control tower a car factory for Terraform to automate and customize our control tower. And we can totally deploy custom resources in new accounts in control tower. So this is the key points of our discussion today. Các anh chị có những câu hỏi nào, các anh chị có thể bỏ trong phần chat ha. Sau đó thì bên panelist sẽ trả lời cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái phần session của mình hôm nay. Yeah. Rất là cảm ơn anh Đại ạ. Thank you anh Đại for your quick you know, recap after your presentation as well. It's pretty useful. I do understand that, you know, we can spend hours to talk about, you know, the AFT and, you know, like how AWS and Terraform can perform together and how, you know, to automate or customize workload. So if any one of you have any, you know, like interest to understand more of this, you know, we are really welcome to set you know, a workshop, you know, a one-on-one workshop with you. And we can invite anh Đại and Nidhi as well to join and answer further questions. Rất là cảm ơn anh Đại và cảm ơn anh đã dành ra một cái phần cuối cùng của mình để mà recap bằng tiếng Anh cho các vị khách mời tham dự là người nước ngoài ngày hôm nay. Và với những cái phần chia sẻ ngắn gọn của anh như vậy thì mình cũng thấy rất là rõ những cái benefit khi mà mình kết hợp giữa Terraform và AWS, và Terraform có thể giúp các anh chị customize hoặc là automate những cái workload nó như thế nào. Và nếu mà mình có những cái câu hỏi thì mình có thể đặt ngay cái phần Q&A hoặc trong group chat ngày hôm nay, hoặc là các anh chị có nhu cầu mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn thì cũng có thể liên hệ đến Cloud Genetics để mà mình có thể set up những cái buổi workshop one on one cùng với anh Đại hoặc là Nidhi để mà mình có thể trao đổi rõ hơn những cái nhu cầu của bên mình ha. Và đến cái phần chia sẻ phần thứ ba, mình sẽ có một cái phần demo ngắn từ bạn Nhân Phan về cái topic AFT in action. Vâng, xin mời Nhân ạ. So the third section we have today is the a quick demo from Nhân for to show the AFT in action. So over to you, Nhân. Thank you, Chivi. Thank you, Nidhi and Andai. If you check, can you see my screen? Yeah, we can. Yes, we can. Yes, thank you. Thank you, everyone, and thank you for the two speakers here. So following the same format from Andai, I will be present doing this a short presentation and also the short demo in Vietnamese. However, and also do the quick recap in English. Okay, so let's start this one. Okay, sure. So as you are shared, you know, from two speakers about the power from Terraform and what we can, the best practice for managing multi-account using control tower in AWS. And here I will help you guys going through. Oops, sorry, I got going wrong. Tone. Như các anh chị đã thấy thì hai như những chia sẻ của hai speaker phần trước là mình đã biết cách sử dụng như thế nào rồi, thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái cách mà mình có thể bắt đầu sử dụng cái AFT hay gọi là Factory for Terraform. Thì một trong những cái yêu trước khi mà mình bắt đầu cái phần demo này thì nó sẽ có những cái yêu bắt phần mà mình sẽ walk through để cho mọi người có thể biết được cái cách mà mình bắt đầu sử dụng AFT thì như thế nào là hợp lý trước khi mình bắt tay mình làm. Okay. Thì như kênh Đại có chia sẻ lúc đầu của mình thì cái bước đầu tiên mình cần để sử dụng AFT là mình phải có được một cái, mình phải set up sẵn trong một cái môi trường AWS Control Tower. Thì nãy Nhân cũng có thể thấy một cái câu hỏi trong chat là Control Tower được tạo bởi bằng Terraform hay là bằng với Cloud Formation của AWS. Thì câu trả lời là mình sẽ tạo bằng dựa trên console của AWS. Nhưng mà khi mà mình tạo ở behind the scene của nó đó, nó sẽ dùng Cloud Formation của AWS để khởi tạo nguyên một cái AWS Control Tower Landing Zone.
thì cái điều kiện cần là để mình dùng cái FT là mình phải tạo một cái landing zone này trước khi mình sử dụng cái AFT. Thì bản chất của AFT này nó là một cái Terraform module ở trên GitHub mà mình có thể sử dụng và được sự quản lý và bởi team giữa HashiCorp và AWS mình có thể sử dụng được. Ok, thì đây là một cái một ví dụ mà mình có thể chia sẻ khi mà mình đã setup thành công một cái control tower. Khi mà setup á, thì như mọi người có thể thấy nó sẽ tạo ra ba cái account chính này. Như mọi người có thấy thì đây là những cái account baseline mà mình có sử dụng. Thì như cái account đầu tiên mọi người các anh chị có thể thấy á, là cái này nó là một cái account master hay là một management account rồi, thì mình đã có sẵn rồi, thì mình dùng nó để mình tạo ở phần root account. Thì ngoài ra nó cũng có hai cái account mình tạo kế bên ở đây, đó là một cái account log archive và một account dùng để audit. Thì như anh Đại có chia sẻ lúc trước đó, thì hai cái account này là hai account baseline để mình tạo dùng được khởi tạo ngay từ đầu tiên khi mà mình tạo cho đầu tiên mình tạo trên control tower. Thì đó là cái phần này. Phần tiếp theo là một cái account mình cần phải tạo cho AFT là mình phải một cái AFT User Management Account. Thì như ở đây nhân đặt một cái tên như ở đây mình có thể sử dụng, mình tạo để mình sử dụng tập trung cho việc deploy cho AFT thôi. Thì ngoài ra cái option mà mình tạo một cái OU của mình đây mình là nó hoàn toàn optional, nhưng mà cho đây vì một cái ví dụ ở đây nhân tạo là mình sẽ tạo một cái cho nó cụ thể phân chia rõ ràng luôn, là ở đây một cái phần root OU organization unit, một cái phần baseline mình set sẵn ở trong control tower landing zone là security, và một phần là bên landing là AFT sẽ nằm trong cái OU infrastructure. Ok, thì đó là cái phần giới thiệu sơ về cái màn hình. Thì tiếp theo là khi mà mình bắt đầu mình triển khai cái phần AFT module đó, thì nó sẽ bắt đầu bằng một cái file main.tf. Thì đây là một cái cú pháp khá là đơn giản nhất, khá phổ biến khi mà những ai sử dụng Terraform thì mình cũng có thể quen thuộc với những syntax. Thì ở đây nó có những cái biến mình cần phải điền. Thì bắt đầu ở phía phần biến phía đầu tiên á, thì ở đây nó có nằm trong những cái phần mình cần phải điền, vì đó là cái lúc đầu mà mình có chia sẻ là mình tại sao mình phải cần tạo landing zone trước á. Thì như ở đây là cái biến và control management account root ID thì nó dành cho phần root account là một phần, rồi chính account log archive, rồi account audit là tiếp theo, và đến phần cái phần dòng thứ 4 là cái account AFT mà mình để quản lý phần AFT mà mình sẽ đặt ở đây. Thì cái đây là những cái account ID thôi chứ không phải là một cái phần full của ARN. Và tiếp theo là những cái region mình cần phải set. Thì ở đây là một cái, ở đây nó sẽ cần mình cái region chính của mình là home region, có thể là đặt ở bên Singapore nếu mình workload của mình nằm ở bên đó chẳng hạn. Ngoài ra mình có thể nằm region khác, và một cái backup region thì cái này là vị trí chính là sẽ đặt cho S3 của mình. Tiếp theo đến là cái phần version control của mình thì set. Thì hiện tại AFT mình hỗ trợ là ngoài cái chính là của sản phẩm chính của trên AWS, đó là Code Commit, ngoài ra còn GitHub thường và GitHub phiên bản Enterprise và Bitbucket là mình có thể điền ở phần này. Thì nếu mà mình trong trường hợp mình dùng Code Commit mình đặt ở đây thì mình sẽ không cần phải đặt các biến khác, nhưng nếu trong trường hợp mình đặt như GitHub hay GitHub Enterprise thì mình sẽ phải đặt cụ thể và các dòng về đường link URL lẫn các URL về các repo của mình ở đây. Thì đến cái phần biến về loại Terraform mình đang sử dụng, thì như anh Đại có chia sẻ của mình thì hiện tại AFT đang hỗ trợ support 3 dòng Terraform chính, đó là Terraform Open Source, Terraform Cloud và Terraform Enterprise. Thì như ở ví dụ ở đây thì mình sử dụng Terraform Cloud. Thì khi mà để Terraform Cloud thì mình sẽ phải cần đặt hai cái biến chính, đó là cái phần token thì được generate từ khi mình tạo Terraform Cloud và cái tên organization để cho sử dụng Terraform. Và một cái phần tiếp theo đó là những cái flag khi mà mình khởi tạo AFT, thì cái này nó sẽ được, đó là một cái baseline để mình tạo khi mà mình tạo cái dành cho cái account AFT đầu tiên và về sau khi mình generate sau này cho cái AFT. Thì đây là một trong những cái variable mẫu cho AFT mình đang sử dụng. Thì các anh chị sau cái buổi đấy, một anh chị có thể dựa trên cái link này có thể tìm hiểu thêm những cái list cho những cái parameter này sau buổi này.
Ok, thì khi mà mình trả những cái comment cơ bản Terraform Minute, Terraform Plan rồi Terraform Apply á, thì mình sẽ bắt đầu provisioning cái resource này của AFT. Thì như cái hình lúc trước á, của anh Đại có chia sẻ, thì đây là cái một cái hình nó đi sâu hơn một chút, là nó sẽ xuất hiện ra, generate ra, provision ra những tất cả các nguồn tài nguyên trên AWS được nằm trong cái gói của AWT module, bao gồm là hai các phần nhỏ của nó, là hai phần code pipeline chính của nó là dành cho việc call request và một cái customization, sau đó là các step function để thực hiện cái phần provisioning account và apply những cái baseline, những cái policy trong lúc quá trình tạo account đó. Okay. Thì như đã chia sẻ lúc trước thì nó có hai cái phần code pipeline, thì mình sẽ đi qua sau từng cái phần công đoạn mà AFT tập trung chính nhất. Thì thứ nhất đó là về phần account request. Thì ở phần account request thì đầu tiên cái công việc của người admin làm quản lý này đó, thì thông thường để mà tạo, nếu mà tạo bằng manually trên console là họ sẽ phải log vô account, log vô control tower, log vô account factory, click này đó rất tốn thời gian. Nhưng mà qua khi mà sử dụng cái AFT á, thì họ sẽ có thể giảm rất nhiều thời gian bằng cái việc là họ chỉ cần edit cái code Terraform họ đang adjust cho cái account này. Thì khi mà họ edit á, để mà thực hiện được cái việc này á, một cái cách đơn giản là họ sẽ phải trigger được cái code pipeline này. Thì cái cách mà họ trigger code pipeline thì là họ tạo những, ví dụ như tạo cái account mới, rồi xong họ dùng những cái dòng git command đơn giản, git push, git add, rồi git commit để đẩy cái code này lên cái code pipeline này, để trigger cái pipeline này nó process. Thì khi mà process thì nó sẽ báo cho, gọi cho bên Terraform API, nó sẽ insert một cái account request mới vào trong DynamoDB này. Thì sau khi mà một cái record đó nằm trong cái database DynamoDB thì nó sẽ bắt đầu trigger một cái request mới lên cái service catalog cũng nằm bên trong console để thực hiện cái việc trigger cái account mới. Thì sau khi nói cái phần này thì Nhân sẽ có đi qua một cái demo ngắn về cái thao tác tạo call request này. Ok, thì tiếp theo là sau khi mà mình đã tạo cái account request á, thì nó sẽ liên quan tới cái phần account customization. Thì account customization này nó sẽ tiếp tục cái nằm sau cái bước mà mình đã request tạo account. Thì sau khi mà mình control tower nó đã tạo một cái account request á, rồi như account gồm có những baseline, những cái config, cloud trail rule, những cái policy compliance mình cần set á, thì nó sẽ trigger tiếp cái phần step function ở đây để tiếp tục sự việc khởi tạo cái account của mình. Thì tiếp tục phần này thì nó sẽ gọi cái pipeline dành cho customization là chính. Thì ở trong ví dụ này thì nó sẽ dùng cái global customization code build để kích hoạt cái việc tạo account mới và apply những cái customization. Ok. Thì customization thì ở đây thì ví dụ này nó sẽ apply nằm ở trong cái dạng global, thì có thể là nằm xem, ví dụ như mình set là rằng là S3 bucket của cái account mới đó không được nằm ở ngoài public chẳng hạn, hay những cái VPC họ tạo không được expose cho ra ngoài public, là một những cái ví dụ khi mà mình set cho cái account này. Thì đây là một cái process nó giúp cho cái việc add cái customization khi mà mình mới khởi tạo account. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có xem một câu hỏi đặt ra là nếu như tôi muốn apply những cái customization này nó thì mình cần phải làm những bước nào, thì mình sẽ thực hiện cái bước nằm ở cái bước số 2, đó là mình adjust cái set function và trigger chuyển sang cái account copy này để nó trigger kích hoạt cho từng cái account để thực hiện cái việc customize cho những account đang nằm trên phần của AWS của mình. Ok. Thì như cũng chia sẻ thì đây là sẽ là một cái phần demo ngắn của Nhân về cái mình làm về cái khi mà mình làm một cái thao tác account request sử dụng AFT trên AWS console. Lớn màn hình xem. Thì không biết mọi người có thấy màn hình của video được không ạ? Ok,
để mình bắt đầu. Thấy được nha người. Ok, thì như anh chị có thể thấy đây là cái em mình đang dùng một cái visual code để thực hiện cái apply cái customization này. Thì hiện tại đã có cái cao sẵn rồi, thì một cái bước chính thì ở đây thì mình làm thì chỉ đổi cái tên thôi, đổi cái tên cao thành thì số 4 và số 5 để tạo một cái account mới. Khá là được, cái thao tác khá là đơn giản. Thì sau khi chỉnh một vài cái thông tin như tên account, email này nọ chút xíu, và rồi mình cứ thực hiện những cái dòng lưu lại những cái tác vụ git để trigger cái pipeline lên chứ AWS Code Pipeline. Ok, git add, git commit để mình trigger. Thì cái commit ở đây mình sẽ đặt một cái tên cho nó dễ nhớ, commit for template. Ok. Ok, khi mà push code thì bắt đầu chạy lên rồi, thì trên Terraform bắt đầu kích hoạt. Thì mọi người có thấy cái pipeline thứ ba nó đã được kích hoạt và đang chạy trên cái request này, và nó thực hiện Terraform init và Terraform apply trên cái resource của mình luôn. Và bên phía giao diện Terraform Cloud tương tự cũng đã vậy, đã thực hiện thành công cái việc chạy này, request này. Ok, thì quay lại cái console của mình thì như mình cũng đã chia sẻ, thì khi mà mình trong quá trình khởi tạo thì nó sẽ add một cái account vô một cái bảng nằm trong DynamoDB và request. Tương tự qua Service Catalog cũng vậy. Ok, mình sẽ log vào account của mình và check xem số lượng account đã tạo ra. Thì sau khi mà quá trình tạo account xong á, thì đến một cái bước gần cuối trên landing zone, đó là cái phần mà đăng ký cái account đó để cho nó đạt những yêu cầu và compliant. Như mọi người có thể thấy ở đây là đang login vào account. Thì cái account 05 vừa mới tạo ra thì nó đang nằm trong trạng thái enrolling cho cái control tower của mình. Thì cái khoảng thời gian này tầm speed up khoảng tầm 50 phút, 25 phút một chút thì nó đã enroll. Thì đấy là ngắn gọn cho cái phần demo về account request của mình. Okay. Thì đó là phần một cái phần present với demo ngắn của mình chia sẻ về phần AFT. So as a quick recap for the English listener, I just presenting a short demonstration on AFT. So essentially AFT is a Terraform module that is utilized the power from Terraform and AWS that help automating the provisioning, account provisioning and verbal account customization. So initially when you create it, you can utilize this AFT module to do the provisioning instead of do manually in the console, which is very helpful for your team. Consider that if your team is really big one and you have a lot of account requests to regate, you will definitely want to utilize this instead of doing manually. Yes, and going back to some of the feature that I just presenting, we have account requests, verbal account requests that can be done manual automatically, and also for account customization. Yes, and that's all for my section. Thank you, Nhân, a lot. You know, I think, you know, the demo video is really helpful for people to imagine, you know, like how Terraform and AFT can actually help them, you know, customize and automate a lot of workload, right? Vâng, rất là cảm ơn Nhân ạ. Cái phần demo quick của bạn cũng khá là useful để mà mọi người có thể hình dung được cái cách mà mình có thể customize và automate cái workload trên với Terraform như thế nào. Thì cái phần cuối cùng của mình ngày hôm nay thì là sẽ là cái phần Q&A. Thì
Vi cũng nhận được khá là nhiều các câu hỏi từ phía các anh chị. Chắc là mình sẽ đi trước một số các câu hỏi trong cái phần Q&A và phần chat của mình. Thì Vi, so we have the question from Nubi. Nubi is asking, did you provision control tower using Terraform or cloud formation? Maybe, you know, this question, if any speaker can help to respond, that would be awesome. Sorry to mention that. I did mention in my section in Vietnamese. So the way we did it is we'll be provisioning the AWS control tower through CloudFormation. Even though if you notice when you do it on the console, it will be going through AWS CloudFormation. But for provisioning the AFD module, we'll be using Terraform. Okay, thank you, Nhan. I think for the foreign attendees today, you know, we're really happy to maybe have another section with you guys to reshare or to share further about the presentation today, and you know, learn more about your requirement with AWS and Terraform. So feel free to reach out to us. Thank you, Nhan, for the answer. So I think the second question also from Ruby as well. If I want to use Control Tower guardrailed using Terraform module, is this feature available in the Terraform module as well? Maybe Nidhi, can you help with this question? So I basically pointed towards Sentinel, which is Terraform Enterprise's native capabilities to introduce guardrails in the whole process. I think there is something in the module itself that you can do. So that's something we can further explore. Thank you, Nidhi. Mình cũng biết là bên phía ban tổ chức có hứa là mình sẽ làm cái webinar từ 10 giờ đến 11 giờ thôi, và bây giờ cũng là 11 giờ rồi, thì chắc là Vi cũng xin phép được wrap up với lại một cái câu hỏi cuối cùng, nó cũng khá là interesting tại vì nãy giờ phía anh Đại và Nhân cũng có sharing về những cái feature, những cái phần demo liên quan đến cái phần Terraform và AWS có thể cùng sử dụng như thế nào. Thì cái câu hỏi này có thể là dành cho cả anh Đại và Ngân, nếu như mà chắc là dành cho anh Đại đi, anh Đại chưa trả lời, thì mình có biết được cái, mình có thể chia sẻ thêm được một tí về cái pricing for using AFD được không ạ? Actually for the pricing AFD, you know that when we use control tower, we don't have the pricing for control tower. We customer that pay the resources they use inside control tower. This means that when they provision accounts, then they provision resources in the accounts, so they will pay based on the resources they use. So the same with AFT, because when we use AFT, we just provision the pipeline and AFT measurement. So we don't have any pricing for AFT, but in case we use AFT to provision resources inside the accounts, to customize the accounts, maybe we have maybe the pricing, and a customer must pay for the pricing for the resources. Ok, tuyệt vời. Tuyệt vời. Em rất là thích cái câu trả lời của anh, đó là mình không có cái pricing AFT, đúng không ạ? Mình cũng hơi lố 2 phút rồi, thì chắc là mình cũng xin được cảm ơn ba speaker ngày hôm nay, đó là anh Đại, Nhân và Nidhi. So thank you for the three speaker for your supporting at the webinar today and sharing your experience with all of the people here. We also will have just a small survey after the event, so we appreciate if you can share, you know, your thoughts and feedback to us to improve, for us to make improvement for our next webinars. We also will have a follow-up workshop, which, you know, we can share with you a lot further in details about AFT. It will happen around the third week of August, so please stay tuned and, you know, receive the information from our marketing team. Vâng, rất là cảm ơn mọi người, và Vi cũng thay mặt ban tổ chức rất là cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay.
Sau khi event này thì mọi người sẽ nhận được một cái đường link nhỏ từ 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 phía team marketing để mà mình có thể thực hiện một vài cái survey đóng góp những cái ý kiến của mọi người về topic, về những cái knowledge cũng như là về bất kỳ điều gì mà mọi người muốn share về webinar để giúp cho team CK có thể tổ chức những cái buổi webinar nó hữu ích hơn. Ngoài ra thì bên phía HashiCorp và AWS cũng với CK cũng đồng ý là mình sẽ có tổ chức một cái buổi follow-up workshop để mà hỗ trợ các anh chị có thể hiểu sâu hơn về AFT, và dự kiến sẽ được diễn ra vào tầm tuần thứ 3 của tháng 8. Cho nên là mọi người hãy follow fanpage của CK và team marketing sẽ share đến thông tin của mọi người sâu hơn về buổi webinar, buổi follow-up workshop này. Vâng, rất là cảm ơn mọi người đã tham dự buổi webinar ngày hôm nay ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi webinar tiếp theo. Xin cảm ơn. Thank you everyone and see you guys next time. Thank you everyone. Thank you. Thank you.